ông bao nhiêu tướng tá hồi xưa từng nhiều lần gặp Hoàng Chí Hùng, bao hiểu chứ ạ, hoàn toàn không có một người nào hết ngoài ông Nguyễn Thành Sơn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai cháu thấy á, như người ta nói á, cái khung cảnh nó rất là gọi là gì bác, vắng vẻ. Có nghĩa là cả một cái nhà hàng to lớn nguy nga sang trọng như vậy thì chỉ có vài bàn thôi. Điều thứ ba nữa là cháu thấy là cái anh chàng MC là nói năng, dạ, có thể cái giọng thì là đúng chuẩn ở Việt Nam, riêng cháu thì cháu không biết, bác cho theo bác thì cháu không biết là bác có coi cái đó là chuẩn hay không, nhưng mà ít nhất là MC có lẽ cũng là có tên tuổi đúng không ạ, cũng professional. Nhưng mà cháu thấy là cái người MC này á, ngoài cái vấn đề như là đang trình diễn ra thì không thấy được, cháu không cảm nhận được cái không khí, bác hiểu không ạ, của một cái sự mà nó gọi là chung vui, của một cái sự là một cái đám cưới mà những cái người đến để mà chung vui với Hoàng Chí Hùng, thấy hiểu không ạ? Tức là cái không khí của một cái đám cưới là đôi vợ chồng trẻ rồi đúng không ạ, họ hàng gia đình chung vui với nhau, ngoài cái vấn đề cụng ly, vấn đề phong bì thì cháu không thấy được cái không khí, cháu không có cảm nhận được cái sự mà gọi là gì bác, gọi là cái niềm vui, mà không thấy được tất cả mọi người niềm vui chung vui, mà cháu chỉ thấy là giống như đến một cái địa điểm sang trọng đó rồi, giống như cũng đến quay phim chụp hình rồi cũng bỏ tiền vô cái thùng vậy thôi. Thì đó là điều mà đầu tiên hết cháu muốn nói, thì bác nghĩ sao ạ? Thưa anh, tôi thấy thì là mình đã cường điệu hay là mình đã đòi hỏi đòi hỏi hay là mình đã đòi hỏi Hoàng Duy Hùng phải vẫn là đại diện cho một cái phong trào trở về quê hương hay là cái gì đó, phải có những cái người mà cộng sản cao cấp cái gì mà tham dự cái đám cưới đó mới gì đó. Thì tôi thấy rằng thì là cái điều đó Hoàng Duy Hùng hiểu và hiểu rằng cái bây giờ mình đã bây giờ mình đã bỏ cái hải ngoại mà quan khiên gió thành mưa mông, và cũng không bắt Hoàng Duy Hùng phải tiếp tục cái đó, và cũng không bắt Hoàng Duy Hùng phải làm cái công việc bây giờ cuối đời rồi, Hoàng Duy Hùng coi như hắn ấy giải quyết cuộc đời của hắn ấy, cuộc đời của hắn ấy cũng chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa, và không có việc gì mà lại phải tuân thủ những các cái việc trước đây. Trước đây là hắn ấy có thể là hắn ấy lãnh đạo cộng đồng, hắn ấy đã chống cộng rồi thì hắn ấy cũng lại định về Việt Nam, hắn ấy mang chất nổ về các cái tượng đài của Hồ Chí Minh ấy, biết vân vân, là thì nhưng mà tới giờ này thì hắn ấy bỏ một cái khúc quanh trong đời của hắn ấy bỏ và nhà cầm quyền Việt Nam hay là cả nhà cầm quyền Việt Nam cũng không tội gì mà dây với con người này, đúng không ạ? Bây giờ thì nhà cầm quyền Việt Nam nghĩ đúng rằng thì là giờ này ông ấy giải quyết cuộc đời riêng tư của ông ấy, thành ra có một ông Nguyễn Thanh Sơn hay là có một người này người kia tới dự thì tôi thấy rằng thì là nó low profile nó khiêm nhượng không phải mình thì mình chú ý đến cái tên ông Hoàng Duy Hùng, chứ tôi cái building đó, cái chỗ đám cưới đó tôi cũng cả bao nhiêu trăm đám cưới, dạ, đã ở trong cái vùng đó, bao nhiêu người có tổ chức đám cưới rồi đó, vâng, và cũng bao nhiêu người cũng có thể là những thương gia, những người giàu có, những người chuyện này chuyện kia, kể cả những các cái tư bản đỏ, con cái của những tư bản đỏ, đúng không ạ? Thì đây là một trong những các cái chỗ sang trọng mà thì người ta chọn cái nơi này để, còn trước đây ví dụ như cái hồi mới qua Mỹ thì
tôi còn nhớ rằng thì là bao giờ cũng nói rằng thì là cưới là phải mấy chục thôi, mấy chục năm chục bàn là chứ mấy trăm cái đám cưới, ví dụ như đám cưới của con gái tôi đó, tôi qua đây thì cũng là mấy chục năm rồi, tôi qua đây thì cái đám cưới của con gái tôi thì tôi thấy là lớn lắm mà gọi là nó hoành tráng đó, đủ hết các bộ mặt mà tôi thì cũng không phải là việc gian việc ngay gì cả, mà không có gì giàu có cả, nhưng mà ít nhất là mình cũng làm báo làm biết ở Việt Nam, mình cũng cũng tham gia vào cái phong trào này phong trào kia đó, thì tôi thấy, cái chuyện đấy nó qua rồi, cái chuyện đấy nó qua rồi, và tôi cũng không hề hối tiếc về cái đã cũ, hay là cũng không hề vênh váo gì về cái giai đoạn đó. Cái giai đoạn đó người ta thương mình, người ta quý mình, và mình và họ đã làm thế là mình cũng thấy rằng thì là cũng là bằng lòng rồi, biết ơn rồi. Tôi còn nhớ rằng thì là bên họ nhà, bên nhà tôi, bên họ nhà tôi là nhà gái, còn bên họ bên kia đó thì là nhà trai, thì là cái ông cái một trong những các cái ông MC hay là đại diện nhà ấy đó, thì là ông cái gì ông Hùng, mà ông ấy có cái tiệm may, tiệm may ngay ở cửa cái chợ City, thì ông ấy thấy rằng thì là cái những khách của tôi mời tới đó, thì ông ấy cũng coi như là cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì rằng ông ấy làm cả một cái tờ báo ở hải ngoại, không ạ, tờ báo thế giới cái gì đó cả, thì ông ấy ngạc nhiên là tại sao mà cái thằng một cái anh này mà mới qua thế này mà tại sao là ông ấy cũng nói là tất cả những cái quan khách, những cái người mà tôi mời tới đó, cái hồi đó thì cũng là mấy chục bàn, đều ông ấy tôi coi là ông ấy quen vua biết mặt chú biết tên, ông ấy quen 80% những cái người đó, thế là thành ra mình mới thấy rằng thì là cái chuyện mình cũng không vênh vang gì về cái sự tham dự của những người đó, và mình cũng không hối tiếc gì cả, tức là cái tiếng tăm hay là bạn hữu hay là cái xã hội nó sắp đặt, nó đánh giá mình là như vậy. Tôi còn nhớ rằng thì là có những các cái người mà khi mà chúng tôi gửi cái thiệp mời mấy gì đó, có nhiều người tới hỏi thăm rằng thì là anh làm ơn anh nhắc, không biết là sao họ quên tôi. Thì đó bác, chưa bác, bởi vậy cháu mới nói đúng không ạ? Đúng ra là khi mà trong lúc cháu xem đó, thì với cái cá tính của cháu á, nhiều người nghĩ là cháu chỉ suốt ngày đi chỉ trích bươi móc soi mói người khác, nhưng mà chắc bác biết tính cháu, con người của cháu đúng không ạ? Tiếng Anh nó gọi là critical, tức là mình khó tính lắm, đúng không ạ? Mình là không những khó tính với mọi chuyện, tức là mình tự nhiên mình chỉ thấy được cái gì mà nó không có đúng thôi, là tự nhiên là nó nổi bật lên, đúng, là cháu thấy là tự nhiên con người mình khó chịu lắm, mình không mình thấy những cái gì mà nó đúng là những cái khiếm khuyết, hoặc là những cái vết gì bác gọi là những cái vết gì những cái bóng tối, những vết nhơ là tự nhiên cháu nó nổi bật lên trong cháu, mình cháu tức là cháu sẽ notice, tức là mình sẽ gọi là gì bác, mình sẽ pick up, mình tự nhiên mình thấy nhắc nhở, tức là không phải cháu chỉ biết đi nói người khác, nhưng mà riêng cá nhân cháu chúng vậy, mình cũng tự dằn vặt mình, tự sâu xé bản thân mình khi mình đúng không ạ, cứ đầy nghiến mình. Thì bây trở lại là trong lúc cháu xem cái clip đó bác, thì đương nhiên cháu không thể nói ra, nhưng mà trong thâm tâm cháu có rất nhiều chuyện mà nếu mà cháu nói ra cái suy nghĩ thật của cháu thì nhiều người sẽ là nghĩ là cháu là con người là quá gọi là gì bác, khó tính, là quá là nhỏ mọn, quá là gì đó bác, ác độc rồi kia, thành ra cháu không muốn nói đến những cái suy nghĩ của cháu.
Nhưng mà như bác nói hồi nãy đúng không ạ, cháu chỉ nói nhận xét một cách chung chung với cái quan điểm của người Việt Nam mình. Vâng. Như bác nói đúng không ạ, như bác mới kể cái đám cưới của bác. Mặc dù là mình không muốn khoe khoang nhưng mà rõ ràng cái ngày đó là ngày trọng đại của cái hai vợ chồng và nhất là hai gia đình. Đúng không ạ? Thì theo cháu hiểu cái phong tục tập quán người Việt mình ai cũng muốn mặt mũi đúng không ạ? Kể cả muốn là một cái kỷ niệm đẹp. Thành ra đầu tiên hết đúng không ạ là phải có những người bạn, cả gia đình. Thì nó đông không phải mình khoe khoang nhưng mà chứng tỏ là mình có rất nhiều người yêu mến mình, muốn chia vui với mình, đúng không ạ? Rồi thứ hai là những người kẻ thù mà đang như ông Nguyễn Phương Hùng đúng không ạ, ông đang muốn gọi là bươi móc ông Hoàng Duy Hùng, thì ông có thể ông nói là chứng minh là ông Hoàng Duy Hùng là đang bị tẩy chay hoặc là không có được thành đạt rồi này kia đúng không ạ. Thì cháu không có muốn nói đến cái đó, cháu nêu ra hồi nãy á, cháu chỉ muốn kể lại để ít nhất đúng không ạ, không phải là cháu đồng tình với Nguyễn Phương Hùng nhưng mà ít nhất cháu xác nhận là rõ ràng là ông Hoàng Duy Hùng bây giờ không còn cái vai trò, bởi vì là để mà như cách đây 1-2 năm nhiều người nghĩ hoặc là bản thân ông có thể là kỳ vọng là ông sẽ trở thành một cái nhân vật đại biểu, một sứ giả hoặc là một đại diện đại biểu hay là một cái nhân vật gì đó. Tại vì cái đám cưới này mặc dù cái địa điểm thì nó không có gì để mà gọi là có ý kiến nhưng mà rõ ràng cái không khí đó bác, hoặc là cái nếu mà bác về bác xem lại thì sẽ thấy rõ ràng nó rất là điều hiu cạnh khỏe, giống như một cái người nếu mà không nói là bị tẩy chay, bị bỏ rơi đó, thì ông Nguyễn Thanh Sơn, ông đại diện Hoàng Duy Hùng, ông cũng lên đứng trên bục từ đầu đến cuối để mà chào mừng, đọc diễn văn, nhưng mà thấy cái không khí nó rất là ảm đạm, nó rất là điều hiu, thưa bác. Cái đó là cái mà cháu muốn nói thôi. Vâng, thưa anh, tôi thì tôi nghĩ rằng thì là tôi nghĩ cái ông Hoàng Duy Hùng giờ này ông ấy không có ông ấy làm theo đây là một cái con người bình thường, ông ấy muốn trở về một cái con người bình thường, cái chuyện mà đời xưa giao to búa lớn, đời xưa tiếng tăm thì mà bây giờ về Việt Nam an phận để lấy một cái cô trẻ hơn bằng tuổi con ông ấy là gì, nó là chuyện quá bình thường của một cái câu chuyện gì mà bây giờ lại cứ bắt ông ấy phải là một cái khuôn mặt khuôn mặt lớn gì đó. Bây giờ ông ấy, tôi nghĩ là ông ấy cưới như là một người bình thường, một người bình thường thì đừng có suy nghĩ rằng thì là đây là bị tẩy chay hay là một cái đám cưới tẻ nhạt hay là đám cưới gì. Tôi cho rằng thì là đây là một cái đám cưới âm thầm, chứ còn thì nó dễ nếu mà rành rang thì là coi như là khiêu khích chọc tức người ta, và để mà tôi gọi cái những các cái hành động mà nếu bây giờ mà dại dột mà làm đám cưới linh đình với gì đó thì gọi là một cái loại mà bới cứt ra người, không ạ? Đây mới là một trong những các cái khó xử của những người mà có chút tiếng tăm. Bây giờ là họ quay về chính con người của họ. Giờ này cái vai trò, cái sứ mạng mà lãnh đạo cộng đồng làm nổi ở hải ngoại nó chấm dứt rồi, nó chấm dứt rồi. Bây giờ và cũng coi như rằng thì là cái ông Nguyễn Thanh Sơn bây giờ là cũng là cựu đại sứ, cựu gì đó, bây giờ ông ấy đại diện cho một cái nước gì cũng coi như là một cái loại mà về hưu rồi. Tôi thấy cái đám cưới đó mà có thể là có mời người này mời người kia đó, thế nhưng mà ít nhất là ông ấy cái low profile, ông ấy như bác nói không có muốn rình rang, vâng, khoe mày, vâng, thành ra thế còn thì là mình cứ nâng quan điểm mình nói cái này cái kia thì mình lại bảo thì là ông ấy bị tẩy chay, chứ còn thì ông ấy có thể làm đám cưới lớn hơn được, có thể mời nhiều người được, có thể thế này thế kia đó, nhưng mà để làm gì? Bây giờ là ông ấy giải quyết
cái cuộc đời của ông ấy còn một số năm tháng cuối cùng, thì bây giờ ông ấy giải quyết cái cuộc đời của ông ấy. Và đây mới là một cái thông điệp ngầm mà nói với tất cả những mọi người rằng chúng ta phải nghĩ cái khoảng thời gian chúng ta còn bao nhiêu nữa trong cái cuộc đời này, và những năm tháng trước đây đó mình đã làm xong cái trách nhiệm của mình, cái trách nhiệm của một người Việt Nam đối với quê hương đất nước, đối với lại xứ sở, đối với người bên ngoài, cái trách nhiệm của một người trai thời loạn hay là của một người trai trí thức. Còn bây giờ thì thôi, tôi trở về cái con sò của tôi trở về một cái cuộc đời của tôi, còn sẽ còn nhiều người tiếp nối tôi, và tôi không có một cái dại dột nào mà gọi là không có cái văn hóa từ chức hay là gì cả. Đây là một loại từ chức, đây là một loại về trong yên ổn, về trong cái vỏ ốc của mình, về trong cái hạt cát của mình, hạt cát của Biển Đông. Thân ta như là một cái hạt cát thôi. Dạ vâng, thưa bác, hồi nãy là trong lúc mà bác cháu mình trên đường đến đây thì cũng có nói sơ qua rồi, đúng không ạ? Thì giống như bác nói đó là sẽ còn nhiều người đi tiếp con đường của ổng. Có nghĩa là ý hồi nãy bác cháu mình nói chuyện không với nhau. Không phải là đi tiếp mà sẽ đi giống như vậy. Đó, vâng. Đó. Thì ý cháu nói là mặc dù là bây giờ như cháu nói là không phải là nếu mà đòi hỏi hoặc là kỳ vọng hoặc là bươi móc để mà nói anh không đạt được, anh không giữ được cái ngôi vị đó hay là cái địa vị hay là cái vai trò gì, đúng không ạ? Thì khoan nói, nhưng mà ít nhất giống như hồi nãy bác cháu mình nói chuyện không ạ, thì là ít nhất là qua cái đám cưới này thì ít nhất là Hoàng Duy Hùng cũng đã đang là thể hiện được, đúng không ạ, một cái vai trò, không biết dùng từ tấm gương, là một cái example, đúng không ạ, một cái ví dụ cụ thể để mà chính phủ Việt Nam có thể dùng cái sự kiện này của Hoàng Duy Hùng, đúng không ạ, một cách gián tiếp, một cách âm thầm tinh vi mời gọi những cái người gọi là Việt Nam ở hải ngoại, người Việt hải ngoại, đàn ông độc thân ở hải ngoại, đúng không ạ, nhìn cái sự kiện của Hoàng Duy Hùng để, như bác nói, để có thể đi theo con đường đó. Có nghĩa là sao? Là về Việt Nam cưới vợ, về Việt Nam hồi hương, đúng không ạ? Có nghĩa là nếu vậy là Việt Nam có thể đón nhận được bao nhiêu những cái người Việt kiều ở ngoại ngoại về Việt Nam mà có thể mang theo tài sản của họ về Việt Nam. Ít nhất cũng cái đó là một cái option, đúng không ạ? Một cái chọn lựa mà Hoàng Duy Hùng cũng là có thể góp phần để mà tôi thì tôi không có mà nâng cái quan điểm gì về cái chuyện mà Hoàng Duy Hùng. Tôi chỉ vẫn cứ nghĩ rằng thì là Hoàng Duy Hùng đã cái giai đoạn những năm tháng trước thì ông ấy đã làm xong cái nhiệm vụ của ông ấy rồi, có cái thành công, có cái không thành công, còn bây giờ thì ông ấy nghĩ tới cuộc đời của ông ấy thôi. Còn một vài những năm tháng cuối cùng thì ông ấy coi như rằng thì là nợ tan bồng, trang trắng vỗ tay reo, đi về với cái thân phận, cái thân phận của một người Việt Nam lưu vong. Thưa bác dẫn thơ của Nguyễn Công Trứ, đúng không ạ? Thì ngoài cái cháu còn nhớ Nguyễn Công Trứ còn có một cái mẫu chuyện, nó là cái thơ là một cái người thiếp nào hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông nói là 50 năm trước thì ta mới bao nhiêu đó, đúng không ạ? Có nghĩa là khi ông 70 mấy thì ông mới cưới cô thiếp mười mấy tuổi, đúng không ạ? Thì trở lại vấn đề Hoàng Duy Hùng, mặc dù nãy bác không có đào sâu vô, nhưng mà rõ ràng cái chuyện mà Hoàng Duy Hùng bây giờ cưới một cô vợ khoảng 21 tuổi mà Hoàng Duy Hùng bây giờ 60 mấy rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà nói về đi ngược trong thời gian thì trừ thời của cụ Nguyễn Công Trứ thì đó là chuyện bình thường, đúng không bác? Chứ thời của bác, cái thời mà
gần đây thì người ta lên án với cái chuyện đó, đúng không bác? Nó là kiểu mà trâu già thích cỏ non rồi này kia đó. Thành ra hồi nãy bác nói là những cái chuyện như vậy đâu có ấy mà làm đám cưới rình rang, còn đi mà khoe khoang. Nhưng mà ít nhất cho phép cháu nói thêm vô là có phải là qua cái đám cưới này thì vô hình chung là Hoàng Duy Hùng cũng góp phần, hoặc là chính phủ Việt Nam người ta cũng âm thầm, người ta gián tiếp, người ta hợp thức hóa, hoặc là người ta dùng từ gì bác, tức là hồi xưa là bị lên án thì bây giờ họ gọi là gì đó mà giải, tức là không có tuyên dương nhưng ít nhất là coi như là hợp thức hóa nó, đúng không ạ? Để đó nó trở thành một cái chuyện bình thường, ít nhất anh không có đến vỗ ngực khoe khoang, nhưng ít nhất anh cũng tổ chức đám cưới, anh đem lên vô thích, anh công khai, anh công bố tôi sống mấy, tôi cưới cơ bộ hai mấy, là một cái chuyện mà cũng không có gì đáng làm xấu hổ. Thì có phải là đó là một, cũng là nếu mà cháu là nhà nước Việt Nam thì cháu cũng muốn là gì bác, tức là muốn tuyên truyền cái chuyện này, để mà giống như bác cháu mình nói là giống như ông Nguyễn Minh Chiết hồi xưa ông đi ra nước ngoài, ông còn nói là với những cái nguyên thủ quốc gia khác là đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đẹp lắm mà, có nghĩa là họ coi phụ nữ Việt Nam là một cái commodity, đúng không ạ? Mình dùng từ dân giả là món hàng thì hơi kỳ, nhưng mà nó là một cái commodity để có thể giống như nãy mình nói, đúng không ạ? Để mà gì bác, để mà lui kéo được cái những cái nguồn đầu tư của những cái người đàn ông độc thân Việt Nam ở hải ngoại, thì bác nghĩ sao? Vâng, thưa anh, không những là người độc thân Việt Nam ở hải ngoại mà là kể cả khách quốc tế. Tôi thấy rằng thì là vừa rồi nó có những cái loạt bài mà phỏng vấn những ông đại sứ của rất nhiều nước ở Việt Nam đương thời. Hình như ông Phạm Minh Chính cũng mới nói là đàn bà Việt Nam đẹp cũng gần đây. Tôi không nói về cái nhà cầm quyền, tôi chỉ nói rằng thì là phỏng vấn những cái ông đại sứ của các nước Ý, Canada, Úc, các vân vân, thì tất cả những cái người đó thì ông tất cả những người đó thì những cái công đại sứ mới về cả những cái cựu đại sứ thì tất nhiên là họ có trình độ này, và họ cũng không phải là được mua chuộc, và bây giờ ông ấy có nói hay nói dở chăng nữa thì ông ấy cũng có thể kiếm được gái, đúng không ạ? Với cái trình độ của một người đại sứ, cựu đại sứ, và tất nhiên là những lời nói của họ có giá trị và đầy đủ khôn ngoan, cũng không ai mua chuộc họ để phải nói tốt nói đẹp gì cả. Nhưng mà quả tình cái đàn bà Việt Nam, cái con gái Việt Nam bây giờ nó là cái vốn quý của dân tộc. À, bác dùng từ vốn quý nó hay hơn là dạ, không phải commodity. Thành ra đây nó là một cái vốn trời cho. Thế anh, thành ra người ta mới nhìn thấy rằng cái vận nước nó tới hồi, cho nên nó mới đẻ ra cả một cái thế hệ con gái chân dài đẹp đến như thế này, mà cái vốn trời cho đó. Chứ còn thì đời xưa mà con nhà giàu hay là những cái người mà đi học cao cũng làm sao mà đẻ được những cái cô con gái chân dài như ngan như ngỗng thế này, mà bố mẹ của những cô con gái chân dài đó là những cái người mà đã ăn bo bo, đã ở trong chiến khu, đã trong bưng trong bì đó. Thưa anh, thành ra đây là nó là những người của mọi miền đất nước. Đây là tôi nhớ đến một cái ông gì đó, ông ấy dùng một cái chữ nó không phải là cơ ngơi, nhưng mà ông ấy dùng một cái vận hội không cái chữ của ông ấy hay lắm. Ông ấy nói là đây là một trong những các cái gì lớn của dân tộc. Tức là có nhiều người là cái bác dùng từ là nó chính xác, nó nho nhã hơn, đúng không ạ? Vốn còn nếu mà nhìn ở cái góc ở chính quyền thì có thể nó đây là một cái mỏ,
đúng không? Còn dân giả mà như cháu tiếp tục nói dân giả thực tiễn hơn thì các là người ta hay nói là về cá nhân gọi là vốn tự có, đúng không? Thì đó, nói chung là bây giờ chính phủ Việt Nam thì cũng sẽ sẵn sàng rất là hân hoan để mà khai thác cái mỏ này, có phải vậy không ạ?